Chiều ngày 12 tháng 11, làng văn hóa Bạch Đằng, xã Gia Đức tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Về dự và chung vui với ngày hội, có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã, các tri hội đoàn thể hai thôn, đại diện các công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cùng đông đảo bà con nhân dân thôn 1, thôn 2, làng văn hóa Bạch Đằng. Mở đầu ngày hội là những tiết mục văn nghệ, hát múa ca ngợi đảng, Bắc hồ, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi xã Gia Đức đổi mới và phát triển, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân kỷ niệm ngày truyền thống của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua đó gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết, giao lưu, gắn bó giữa hai thôn. Ngày hội là dịp để các cấp, các ngành và nhân dân ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh biểu dương tôn vinh các tập thể cá nhân hộ gia đình có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua góp phần xây dựng thôn khu dân cư đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại ngày hội đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các ban ngành đoàn thể xã các công ty doanh nghiệp đã tặng hoa chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn 1 thôn 2 làng văn hóa Bạch Đằng xã Gia Đức. Khu dân cư thôn 1 thôn 2 làng văn hóa Bạch Đằng có 715 hộ dân với 2.300 nhân khẩu. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, nhân dân khu dân cư thôn 1, thôn 2, làng văn hóa Bạch Đằng luôn đồng lòng, đồng sức cùng cấp ủy, chính quyền tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, cấp, xây dựng làng văn hóa Bạch Đằng ngày càng giàu đẹp, văn minh đặc biệt là trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh bà con nhân dân đã tích cực thi đua lao động sản xuất chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát huy thế mạnh của địa phương duy trì tốt các phong trào văn hóa thể dục thể thao thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội làm tốt công tác vệ sinh môi trường xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đời sống vật chất của nhân dân trong làng ngày càng được cải thiện nâng cao số hộ nghèo của hai thôn giảm nhanh từng năm Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,3%, có 680 hộ gia đình được công nhận đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95%. Trong đó, 6 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương khen thưởng trong ngày hội. Phát huy kết quả đã đạt được, trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ban công tác mặt trận thôn 1, thôn 2 làng văn hóa Bạch Đằng phát động nhân dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội để xây dựng quê hương giàu mạnh văn minh. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Đức đã tặng giấy khen cho hai tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Làng Văn hóa Bạch Đằng đã biểu dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau phần lễ, các đại biểu cùng dự bữa cơm đoàn kết với cán bộ và nhân dân thôn 1, thôn 2, làng Văn hóa Bạch Đằng, xã Gia Đức.